bên cái Chăm Ba đó thì cũng bình thường, không có cái gì gọi là đặc sắc lắm. Thứ nhất đồ ăn cũng không gọi là quá ngon, thứ hai khung cảnh không phải là quá sang, thứ ba cái view không phải là quá đẹp, thứ năm á, thứ nhất thứ hai thứ ba phục vụ nó không phải là quá chất. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình vlog du lịch của Duy Nguyễn. Thế là chúng ta đã đủ đỡn ở Nha Trang 3 ngày rồi mà. 3 ngày là quá đủ để phê rồi nha. Nhắc lại coi, đầu tiên chơi ở đâu? Thành phố Nha Trang. Thứ hai chơi ở đâu? Biển đảo Nha Trang. Thứ ba chơi ở đâu? Chúa đảo Winberland. Đó. Và ngày hôm nay chuẩn bị chúng ta rời khỏi thành phố Nha Trang. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đến Nha Trang rồi đó, chúng ta đã đi du lịch rồi đó, mà chúng ta đi du lịch ngoài sáng, không đi du lịch trong tối á, thì nó cũng hơi kỳ kỳ. Chia sẻ với các bạn luôn, con chỗ các bạn có thể lưu ý nè. Tất nhiên là Duy chiếm chưa có nha. Nên lên đây á, là bạn nào có thì mốt chỉ giùm Duy nha. Duy còn phải nhập các mấy bạn. Thấy có mấy cái suối nước nóng, tức là ví dụ như hai vợ chồng này nó hay không biết bồ bịch bạn bè gì đó, nó đi tắm trong trong rừng đó nghe. Có cái suối nước nóng thiên nhiên đó, ra ngoài đó mình lột hết quần áo quăng đi ngồi dưới ngâm, thì không biết ngoài Nha Trang có cái đó không ta. Có hồn Duy live stream á thì có người là có, người là không có, nhưng mà Duy đi Nhật Bản là có nha. Cái cuốc đi Nhật Bản có bạn, cái cuốc đi Nhật Bản là Duy có cái cũng là cái suối nước nóng, nhưng mà nó hơi nhân tạo chút xíu, tức là nước nó nấu lên chứ không phải là nước nó nóng nó dẫn ra. Ê, nói tới đây không có dẫn đi Bình Châu nha ba. Người ta đang bàn ở Nha Trang dẫn đi anh ơi đi Bình Châu đi. Thôi thua, không chơi nha. Thì cái lần Duy đi Nhật á, thì là vô trong phòng tắm, nó có cái bồn hồn như bể bơi vậy bạn. Xuống dưới, bà ngoe nó nóng. Trời ơi nó nóng, đã lắm bạn, xuống dưới nằm cái quéo. Mà có một cái nhược điểm bên Nhật chơi không có ngon. Cái chỗ đi á, như là như cái tour nó bước dẫn hay sao bạn, dẫn vô cái chỗ gì đâu mà nam tắm riêng nữ tắm riêng vậy còn gì vui nữa trời. Trời đất ơi, vô trong phòng tắm nè, thấy mày đại ca nha, người Nhật có, người Việt Nam mình cũng có luôn nữa, chung nhìn chán lắm mọi người, không có tập tạ đó. Mà có một cái mấy con nhỏ nít á, người Nhật nó tắm sớm lắm bạn, nó tắm chung với tía đó, nó chừng 5-6 tuổi rồi nó nhảy xuống tắm đùng 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 luôn á. À, thì cái đó nó tắm nó cho mình cảm giác nó đã lắm bạn, nước nóng mà nó nước nóng nước ấm nó nằm xuống nó giống như mình tăng sự chịu đựng vậy đó. Wow. Mấy bạn đây có đi xông hơi chưa? Tại đời xông hơi ở THOL Gym Center Free, vô đó xông hơi thoải mái mấy em. Thì cái cảm giác á mà mình tắm á nó đã xông hơi. Xông hơi là gì? Xông hơi là luồng không khí nóng hoặc là luồng hơi nước nóng nó vào người chúng ta, nó làm chúng ta cảm giác nóng nóng lên. Còn cái kia là nguyên một cái khối nước nó nóng mà chúng ta nằm chùm ở trong đó, ló cái đầu lên thở thôi. Tức là cái cơ thể chúng ta phải chống chọi với cái việc mà gọi là nhiệt độ vậy á, nó có cái lợi là lưu thông khí huyết. Đó, nếu mà nam nữ tắm chung nó còn lưu dữ nữa. Đó, lưu thông khí huyết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giảm mỡ. Có không? Có xong có đó. Thì kỳ đi Nha Trang á, thì cũng kiếm cái chỗ đó. Như thích tìm về thiên nhiên. Đó, nhất là cái những cái bộ phim Nhật đó bạn, là nó rất hay, là nó đặc tả và nó đề cập tới cái vấn đề này. Cái đó giống như là một nét văn hóa của Nhật Bản, nó kêu là hot spring. Các bạn có thể google bằng search chữ hot springs. Có người lai Nha Trang có, có người lai Nha Trang không có, nhưng mà Duy tìm chưa thấy. Nếu mà có nhớ nói chứ sao đi nha, Nha Trang sẽ ghé nữa. Tại vì sao? Nha Trang là một cái chỗ du lịch rất là ok, nói các bạn nhiều lần rồi. Vậy thì ở Nha Trang đó, cái vụ mà nóng nóng đó thì không có, nhưng mà có một cái khác, tấm khoáng với tấm bùn. Đó là Nha Trang có. Vậy thì đến Nha Trang á, thì Duy nghĩ á, lỡ chơi rồi
đi tắm khoáng với tắm bùn đi mấy bạn, nóng đáng nhiêu tiền mấy trăm bạc cắt đó. Nó giống như đi massage Sài Gòn thôi mà đâu có tốn tiền bo đâu, đâu bo ai đó. Thì bây giờ Duy sẽ giới thiệu với bạn một cái chỗ mà Duy đã từng đi tắm khoáng tắm bùn, cái này là dẫn gái đi là cũng ok đó mà. Cái chỗ Duy đi á, nó có hai chỗ, có bạn giới thiệu Duy là I Resort, nhưng mà I Resort thì Duy chưa đi. Giờ Duy thấy cái mô hình trăm trứng á, nó dễ thương ha. Trăm trứng là vô trong mấy, vô trong cái chỗ đó đó, nó có cái resort luôn mà, ăn uống chơi bời ngủ nghỉ, tắm hồ bơi hồ biết, chúng nó nhiều tờ lưa hết, nhưng mà tất cả những cái đó đó là thường. Thì có một cái mà mình nên trải nghiệm, đó là tắm bùn và tắm khoáng, hình như là vé hai cái cộng lại 700-800 gì. Wow, hai cái, một cái 300-200 chả nhớ, nói chung là Duy cứ mua cái vé VIP như vậy á. Thì trước khi đi sâu vào cái đó thì Duy chỉ nói một cái căn bản và tổng quan, cái chỗ đó chơi được, cái chỗ đó chơi ok đó. Nó nằm ở cách thành phố Nha Trang mà phải chạy một đoạn đường nữa mới tới nha, Duy cũng nhớ rõ mà, chẳng phải 10-20 cây á, mà cái đoạn đường đi á thì cũng không xấu, không đẹp, nói chung đi cũng được. Mà cái chỗ đó thì nó là cái resort mà nó rất là rộng rãi, xe hơi đậu thoải mái, đi bộ vô mỗi cảng nè. Thì cứ mua vé xong rồi vô thôi. Nhưng mà khi tắm á thì có mặc đồ không anh ta? Mặc đồ không ta? À, hình như có mà, hình như có, hình như có. Rồi đó, mặc đồ nha. Thì nếu mà bạn đi cặp á thì cho bằng cái trứng. Cái trứng nó nhỏ, cái trứng nó là hình cái trứng, nhưng mà thật chứ là cái chuồng. Trứng vừa như này nè, đủ hai người vô trong quần. Quần dài biết ba, đúng không? Cái chỗ đó tôi bởi vậy nói tụi em á, dẫn gái đi là chắc chắn phải ghé. Dẫn gái đi cứ ghé đi, cái chỗ đó chơi được á. Nó nhưng mà nhớ kỹ là khi tắm nó có hai loại tắm, một là tắm bùn, hai là tắm khoáng. Thì nói chung là chắc tại nó nhân tạo hết rồi chứ làm gì có tự nhiên. Thiên nhiên bùn biết nó dẫn đâu ra mình không biết nha. Nhưng mà bùn á nó đánh rất là mịn với nước, nó tạo thành nước bùn. Đó, khi mà bạn bút vé bằng vô, bạn ngồi trong cái trứng đó đó thì nó xả nước bùn vô. Nó xả vô nó ngập. Nó ngập sao để bạn ngồi với bạn nghịch bằng ngốc được cái nửa mình lên nè. Đó. À, thì hai người ngồi trong cái đó bằng mòn mẫm bằng làm gì thoải mái rồi. Này chuyện này vô tư rồi. Nha, yên tâm. Đó. Thì một suất như vậy là 20 phút. Mà thậm chí bạn ngồi 30 đâu có nào đuổi đâu bạn. Không ai đuổi hết trơn á. Đó, nhưng mà cái vụ này Nha Trang bào tiền mấy khách Trung Quốc hài lắm nè. Vô mấy thằng Trung Quốc đâu biết đâu. Má vô còn ta ngồi mất 15 phút đuổi. Có luôn á, nói chung là nhiều khi mình đi du lịch đó bạn. Nhiều khi mình thấy du khách bị đối xử một cách nó bất công. Thứ nhất là Trung Quốc đi dễ bị hiếp nữa nè. Nó đi đông á thì không sao, đi ra lẻ là chết. Tức là nó bị trong những cái giống như đi đứng chen lấn xô đẩy rồi mấy cái tiểu xảo này nọ thôi. Nhưng mà tại nhiều khi á mấy bạn Trung Quốc cũng có những bạn á đi đi chơi gì thấy cũng tùm lum hết rồi. Bạn đi bạn biết nha, cái chỗ đó rất là đông. Cái chỗ trăm trứng nó rất là đông. Có những đoàn khách vô trong đó này nọ kia chơi. Thì cái tấm bùn thì các bạn hiểu chưa? Đó, cứ xả bùn vô ngồi đó ngâm, mò mẫm này nọ, chụp hình thì nhiêu tiền cái đó vô có chụp. Nhưng mà chụp, nói chung là chụp hình có dịch vụ chụp á, thu bạn nhiêu tiền đó. Rồi hai người trai gái giỡn hết nữa, nó thoải mái. Rồi nếu mà cái đó là vé VIP nha. Còn cái vé mà cùi hơn cũng có tấm bùn nó nhốt vô chừng 5-6 người luôn. Nó không là cái trứng nữa. Mà nó là cái bồn bình thường thôi. Thì đó vé tập thể mà, đúng không? Nhưng mà nó thiệt với bạn mấy cái đó gì ngại tập thể đó. Mấy cái đó ngại đúng không bạn? Nhiều khi ai biết người ta sao đúng không? Mình vô mình này nọ kia. Nó thiệt gì kỹ giả mang đi massage không nhờ mà trồng mình xuống mấy cái hồ mà lạnh đó. Không có giờ đó. Chơi cái đó đó thì bạn mua luôn vé đôi đi. Bạn đi mình thì chắc ai đâu có ai đi đúng không? Cái đó đi mình đi làm gì? Chỉ có đi với gái gì đi với bạn trai thôi. Đó đi hai người mua vé đôi vô trứng đó chơi. Trăm trứng kiểu tình nhân mấy bạn nha. Rồi xong cái màn đó đi tắm. Tắm thì nó có hệ thống nước rồi. Nước tắm ngoài trời vậy nè. Có hồ bơi. Rồi có mấy cái mà tia nước nó bắn ngang bắn dọc vậy nè, bạn đi vô cái đường đó tia nước nó bắn hai bên nha, nhìn cũng đã lắm, nói chung là cũng ok đó. Cái chỗ đó Duy đánh giá chơi là được. Bạn tắm rửa cho sạch sẽ, sạch bùn, bóng đóng bùn bây giờ kinh ra tắm đúng lâu luôn trời ơi. Nhưng mà tắm là cái thời điểm bằng đĩa hàng bạn, nói thiệt với bạn, tắm gái trai tắm chung mày, nói thiệt nha, gái trai tắm chung nào dẫn bồ đi ro mà giữ nè. Tắm đứng xối rồi còn thay đồ là riêng. Cái chỗ tắm bùn thôi, cái chỗ tắm mà tắm cho sạch lại á đó. Thì mình tắm cho sạch sẽ xong rồi mình đi qua chỗ tắm khoáng. Nếu mà bạn nào có đăng ký tắm khoáng, tắm khoáng thì đơn giản thôi, nước nóng bình thường xong rồi đổ mấy cái thuốc bắc vô ngâm, cái gì hết đó, không có gì lạ hết á đó. Đó tắm xong ra cũng khỏe, nước nóng, tắm khoáng là nóng nha.
còn tắm bùn là lạnh, tắm bùn là bình thường, tắm khoáng là nóng. Nhưng mà cái đó đó chơi thì chơi cũng được, nhưng mà Duy vẫn thích cái tắm thiên nhiên, tắm mà nó suối thật á, suối thật nó chảy trong khe đá ra đó, rồi rồi đó mình vô mình mua vé rồi mình chơi nguyên một khu này của mình á. Một cô gái lẻ loi màu xong đang tắm có một nhóm người lạ mặt OBC. Cái đó là bên Nhật ngang Việt Nam không có đâu rồi. Nó là bởi vậy á, khi cái tật á mình Duy đi du lịch, Duy hay thích trải nghiệm những cái đó. Mà có bạn đó ngoài Đà Nẵng có cái này, không biết có hay không, bạn nào biết chỗ chỉ nha. Nó ngoài Đà Nẵng chỗ tắm khoáng, đi là phải tắm khoáng đã bạn. Trong Sài Gòn không có chỗ tắm, trong Sài Gòn tắm bồn không à, vô bồn này nọ tắm tại AZ nha. Đó là Sài Gòn, ra ngoài phải kiếm chỗ tắm về thiên nhiên. Tất nhiên trong khu đó đó, ngoài chỗ tắm ra còn ăn uống đồ nhiều lắm bạn, mua đồ mua sắm này nọ nó thoải mái. Cái chỗ đó nó bào du lịch đúng hay luôn á, nó bào y vô bên mấy nước ngoài vậy. Bào thích cái chỗ này, tức là khi mà bạn đi cái đoạn du lịch đó đó, bạn muốn đi ra ngoài á là bạn phải đi ngang cái chỗ bán đồ souvenir, đồ kỷ niệm, đi ngang cái chỗ đó mới ra ngoài được. Thì bây giờ đi ngang cái chỗ đó thì không lẽ không mua đó, bán được chỗ đó. Mà tôi như thấy là ở du lịch Việt Nam á, nó cũng có nhiều chỗ nó làm như vậy lắm đó, cũng được, cách làm rất là bài bản. Ok, đánh giá điểm này 5 sao nha các bạn. Tất nhiên nó còn có những vấn đề mà khó thế nào mà làm mình hài lòng hết được lắm, nó vẫn có những cái này vẫn như cái kia, đúng không? Cũng như là nếu mà nói về những cái chỗ mà Duy không hài lòng, nhỏ thôi, bảo vệ hướng dẫn chỗ đậu xe không có nhiệt tình mấy em. Thứ nhất á là cái chỗ đậu xe không có bài bản, đúng không? Thí dụ như bây giờ các em đi vô trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh, hay là tụi em đi vô những cái tòa nhà mà lớn đó, nó có hầm để xe, nó có vẽ đường vẽ vạch rồi đó, thì chả cần bảo vệ hướng dẫn. Còn nếu mà đi mà vô cái chỗ mà nó chỉ rộng thôi mà nó không biết đậu đâu này nọ kia đó, thì Duy nghĩ á, nếu mà là Duy chủ chỗ đó nha, thì Duy phải cho là bảo vệ bào tiền nữa. Bảo vệ phải bào tiền mấy em, ra chạy te te tới dắt xe ve xe này nọ, che kiến che nóng rồi này nọ, mở cửa phụ cho đào xuống, mở cửa chính cho chủ xuống này nọ kia các kiểu đó, dịch vụ như nó mới là ok. Tại vì chỗ đó lượng xe hơi không có đông, đa phần nó là xe đòn đó, xe hơi không có đông mà bỏ mình vô lẻ loi, mình phải hỏi thăm này nọ mình mới vô được cái chỗ mua vé, thì cái đó nó hơi kém chỗ đó. Cái số 2 nữa là dịch vụ gửi đồ. Dịch vụ gửi đồ nó chung và nó thường quá, tức là đồ đó thì mình phải đo lường được người ta đó có những cái đồ gì, chứ phải cứ theo công thức có sẵn, đúng không? Giống như thằng nghèo nó khác mà thằng giàu nó khác. Thằng giàu thì đương nhiên đồ giá trị rất là nhiều, không thể nào cho nó bọc nhỏ xíu vậy nè, kêu anh bỏ đồ giá trị vô cái bọc nhỏ của mày chắc tao bỏ được 10.000 với cái điện thoại hết rồi nó. Nên đâm ra nó thì nó có những dịch vụ nó không được linh động lắm, rồi xong rồi lời qua tiếng lại với nhân viên nó tạo cho người ta sự cảm giác khó chịu nó. Nhiều khi ví dụ như cái giỏ của Duy á, thì nói thật ra là nó cũng không to mà nó cũng nhỏ, nhưng mà nói chung là cái gì nó cũng giá trị hết. Bỏ cái gì bây giờ, gửi nguyên cái giỏ nó không nhận mà nó, em đây chỉ dự gửi đồ giá trị thôi, thì bây giờ đó cái giỏ của anh đó anh đưa cho em đó, em kiếm cái đồ nào không giá trị quăng ra ngoài đi đó. Nói nhẹ nhàng vậy thôi á, xong rồi giờ em ơi cái tủ này của em đó sao còn rộng thanh thang đựng được 10 cái giỏ của anh nữa mà em không lấy cái giỏ của anh. Cái xong rồi cái đó, tủ này để nhiều người anh, thì giờ thấy còn trống quá nhiều, giờ cái tủ của em để được nhiều người anh mua hết cái tủ được chưa. Cái xong đó, anh đừng nói vậy, chỗ này nó mọi người để chung, cái nó để chung nhưng mà giờ cái nhu cầu của anh đâu thể nào nhét vô cái giỏ của em chút xíu, đâu đủ để cái bóp cái passport của anh nữa, rồi còn tiền bạc tư trang rồi thẻ thiết rồi tùm lum cái vật dụng trong đó nữa. Nói hồi nói tới nó lui xuôi ngược nó mới chịu cho anh gửi đó em. Nó nói chỗ đó là gửi giữ đồ nó cũng linh động, bởi vì những cái nơi nào mà phải cởi truồng những cái nơi nào mà phải cởi đồ á là Duy hơi ngại. Ngại nhất cái chỗ gửi đồ, không như chỗ nào không lẽ quăng bà đó đồ khách sạn xong đi te te ra ngoài chứ thiệt á, đúng không? Giữa chừng công an thổi phát một nó thôi đồ để khách sạn rồi đó. Ngoài những cái chỗ đó ra thì nói chung cái chỗ trăm trứng nó rất ok, bình thường chơi được. Thái độ nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, cũng dễ thương, người biết Duy Nguyễn cũng nhiều lắm đó. Nó có những cái nơi mà nó giống như khi mà bạn vô đó mặc dù bạn già rồi nhưng mà bạn sẽ như con nít vậy đó. Tại vì nó đa phần đa số tuổi giống như đi ra cái hồ tắm đó bạn, đi ra cái hồ tắm rồi đi ra mấy cái chỗ mà tắm bùn tắm khoáng nọ đó, mình cảm giác mình như tuổi thơ vậy đó. Thấy mấy đứa nhỏ giỡn mình phải dẫn chung nó luôn. Nó là cái trăm trứng nha. Nghe đồn cái i resort thì nó cũng ok lắm. Còn Nha Trang thì nói chung thì
cũng ăn uống thì cũng bình thường nó rồi. Có cái nhà hàng gì ở trong cái resort Champa đó bạn, cái resort Champa, resort 3 sao 4 sao gì đó. Cái resort đó là nó cũng nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang luôn. Cái resort đó thì nó cũng thiết kế buổi tối đèn đẹp á. Nó mang văn hóa gì của Champa đó bạn. Champa là một cái gì đó mà Việt Nam mình ngày xưa lỡ tay đó. Thì bây giờ nó còn cái tháp bà. Tháp bà cũng nằm ngay chân cầu như quên tên rồi. Từ cái nhà hàng Champa đi qua tháp bà rất là gần. Tháp bà buổi tối lên đèn cũng đẹp, mới đứng ở ngoài thì nhìn hết cái tháp bà rồi khỏi vô. Ban ngày tháp bà đông lắm, đoàn địch nó vô thăm viếng này nọ đông kinh. Vậy thì nếu mà nói về đồ ăn á, thì theo như đánh giá đó, thì nếu mà các bạn đã ở khách sạn 5 sao rồi á, thì các bạn ăn luôn trong khách sạn đi bạn ơi. Tại vì bạn đã có tiền mà ở khách sạn 5 sao rồi thì cuộc sống bằng đâu có đói đâu, đúng không? Cuộc sống bằng đâu có thiếu thốn gì đâu. Nên nhiều khi mà bạn đi du lịch ở một cái nơi địa điểm nào đó mà lần đầu tiên á, họ đi trải nghiệm đó, thì nó cũng 50-50 thôi, đúng không? Khi mà bạn đến một cái quán ăn đó bạn bè giới thiệu cho bạn thì nó cũng 50-50 à. Cũng có thể làm bạn hài lòng, cũng có thể không làm bạn hài lòng. Đó. Và xét về cái view này nọ nó cũng bình thường thôi. Tại sao? Tại vì mấy cái view đẹp á là mấy ông Phạm Nhật Trường ông hốt hết trơn rồi. Trời đất ơi, khách sạn 5 sao người ta quốc hết rồi. Nếu mà bạn đi resort rồi đó, giống như là bạn đi Wimbledon á, Duy là khuyến nghị các bạn ăn ở trong resort luôn. Nó chả đắt bao nhiêu tiền cả nhưng mà nó phục vụ rất đẳng cấp nha. Còn nếu bạn thích trải nghiệm thì bạn ra những ăn ngoài, thậm chí bên cái Champa đó thì cũng bình thường. Không có cái gì gọi là đặc sắc lắm. Thứ nhất, đồ ăn cũng không gọi là quá ngon. Thứ hai, khung cảnh không phải là quá sang. Thứ ba, cái view không phải là quá đẹp. Thứ năm á, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bộ nó không phải là quá chất đó. Còn bạn có thể ăn ở trong những khách sạn 5 sao. Nhưng mà khách sạn 5 sao nó có hai loại hình. Một là khách sạn nằm ở đô thị, tức là khách sạn nằm đường Trần Phú đó, thì bạn ăn nằm ở trên tầng cao. Cái tầng cao thì cùng lắm mình ngó ra mình nhìn ở ngoài thôi. Nó giống như là Bitexco ở Sài Gòn thôi. Giống thôi nha, chứ không phải đường ngang với Bitexco ở Sài Gòn. Nó khung cảnh nó cũng bình thường. Còn nếu bạn thích gió biển, bạn thích nghe tiếng sóng rì rào. Nó thật sự như đi biển là như nghe tiếng sóng. Buổi tối như thích cái cảm giác mà nghe tiếng sóng và ngồi ăn. Quan trọng nhất là kế bên có cái đẹp càng tốt bạn. Đó, cái này nói thiệt nha. Ngồi ăn ở trong khách sạn Wimbledon á, nó có một số nhà hàng thì đâu hầu như nhà hàng nào nó cũng nằm ngoài biển hết. Đó, bạn có thể có khung cảnh gió mát này nọ, nhưng mà cách phục vụ ở trong khách sạn 5 sao á thì khó mà chê được. Khó mà chê được. Tại sao Duy nói chứ khó? Tại vì cũng có những trường hợp trong khách sạn 5 sao phục vụ bể lắm bạn. Nên nếu mà nói về cái chỗ ông Phượng á, ông chỗ ông Phạm Nhật Phượng làm một cái Winbên á, về cái dịch vụ của ông Phượng á thì không có gì để complain. Dịch vụ thì nói chung là dịch vụ ăn uống nhà hàng đồ cũng rất là ok. Cái công thức mà Duy chia sẻ cho các bạn đến Nha Trang đó, thì các bạn cố gắng các bạn đi 3 ngày. Khi mà các bạn đi chơi được 3 ngày là các bạn đi hết cái Nha Trang rồi đó. Ngày 1 bạn tập trung dành cho thành phố Nha Trang. Trong Nha Trang có gì bạn đi hết đi. Tháp Bà hay là gì đó, cầu Kiết này nọ, bãi biển đâu đó, công viên đồ đó, mấy cái quán ăn nhỏ nhỏ đâu, tham quan thành phố. Một ngày thứ hai dành chuyên cho đảo. Là có 5 cái đảo, 4 cái đảo đó, Hồ Cá Trí Nguyên gì các kiểu, Xiết Hải Cẩu rồi đó, đảo Robinson, Hòn Mung, Hòn Tre, Hòn Trúc gì đó. Một ngày đó đi chuyên đảo, tắm trên đảo luôn mà. Luôn khuyên các bạn tắm là, một là tắm trên đảo, hai là tắm ở trong resort. Thứ nhất nó an toàn, nó sạch sẽ, nó tốt cho mình. Còn tắm ở trên bãi biển công cộng thì nó rất là nhiều vấn đề. Tại vì bãi biển công cộng là bãi biển chung, đúng không? Thứ nhất về tư trang, về vật dụng, về này về kia, rồi về cái sự gọi là ô nhiễm, nếu mà ai biết được nó tắm nó thả từ lưa trong người đó ra. Nước chỗ khác xanh, nước dần dần mình nó vàng. Nó chịu. Nó thật. Rồi ngày thứ ba chắc chắn là phải ở Winburn rồi. Nếu bạn đi đến Nha Trang mà không đi Winburn coi như bạn chưa đến Nha Trang. Tại vì chính cái Winburn nó tạo ra cái hồn cho Nha Trang. Bây giờ nếu mà cái Winburn nó bứng đi chỗ khác là Nha Trang nó vô hồn liền. Mấy cái đảo với mấy cái biển nó không thể nào cứu một Nha Trang được. Nên trên Winburn nó có hết tất cả những gì mà Nha Trang có. Mà thậm chí nó sẽ có những cái mà Nha Trang không có. Đó, nên bạn dành một ngày để bạn khám phá khu du lịch Winburn và bạn tận hưởng một trong những cái resort, cái khách sạn trong hệ thống Winburn. Rồi để bạn ăn một cái nhà hàng nào đó ở trong Winburn về hải sản, về món Âu đó, tùy vào khẩu vị các bạn. Thì các bạn sẽ có được một chuyến trải nghiệm Nha Trang tuyệt vời. Còn nếu mà du lịch chỗ nào cũng vậy thôi, nếu bạn đi trải nghiệm vô những cái chỗ mà gọi là nó không được đầu tư á thì sẽ có này có kia, cái đó thì nói trước. Cái vlog ngày hôm nay Duy cũng sẽ tạm biệt và khép lại chuyến đi Nha Trang hành trình 3 ngày của Duy.
và Duy chuẩn bị rửa xe, bơm xăng để chuẩn bị đi một cái đoạn đường rất là dài. Đoạn đường đi đến gì các bạn? Bình Định. Đoạn đường đi đến Bình Định nha, cũng là một cái địa điểm du lịch nó còn rất là nhiều tiềm năng. Và tiếp theo sẽ là vlog nói về Bình Định eo gió đó, Kỳ Co, rồi cái gì nữa à, cái gì của ông Phạm Văn Quyết ta, FLC Quy Nhơn. Xin hãy kính chào.